Đây là món quà của ngoài ở xa tặng em từ 600 đô.
Cổ vũ em đi ăn đi tặng em cường 500 đô ạ. Cổ vũ viết hà đi Mỹ tặng em cường 1.000 đô. Cổ vũ Hà Nội ngày hôm nay, cô Hà Nội cũng có đi xôi mà cô nói cô cũng âm thầm kêu gọi người ở phía xa ở dưới. Và ngày hôm nay được cô Hà Nội dẫn FC miền Nam đi ăn bún chả Obama. Tặng em vừa 500 euro. Và cô rất là muốn tặng em vừa 500 euro vì cô nghĩ là mong sau này em vừa sẽ ra nước ngoài để diễn và phục vụ cho các cô chú chị ở hải ngoại, nên cô tặng em vừa 500 euro để đi qua châu Âu để diễn sau này. Và đây là của cô Ly. Thank you.
đòn á. Thôi ơi, bên đây chạy bên đây. Đây. Đức là đẹp đúng không ạ?